Cao hơn cả núi, dài hơn cả sông, rộng hơn cả đất, xanh hơn cả trời. Anh yêu em nhiều thế thôi. Wow, wow. Chào hai bạn. Wow, đôi trẻ ngày hôm nay nhìn tông xuyệt tông quá. Đôi trẻ mình đã quen biết nhau được bao lâu rồi? Bọn em quen biết nhau cũng được 3 tháng thôi nhỉ? À, vài tháng rồi đấy. Đủ thân thiết để hỗ trợ cùng với nhau. Dạ. Nhưng mà đến với chương trình này không chỉ là riêng về tài năng thôi, sở trường đâu, mà còn là trực giác, trực quan của mình nữa. Dạ. Em cũng có giác quan thứ 6 đấy. Vừa rồi là em là giác quan thứ 6 là em bị cuồng chân. Mỗi lần mà cuồng chân là có gì nè? Hôm nay giác quan thứ 6 của em là em linh cảm là ban cố vấn sẽ cố vấn cho bọn em được chiến thắng. Bởi vì là ban cố vấn cũ là bị ra đảo bởi vì cố vấn toàn thua rồi. Em nghĩ là sẽ cố vấn cho bọn em chiến thắng hôm nay. À, đấy, linh cảm. Là mỗi lần có linh cảm tốt á là ảnh hay cùi bị cuồng chân. Dạ. Còn Lục Huy, em thì linh cảm của em hay lắm. Em là có một cái thế lực siêu nhiên nào đấy nó tác động đến em. Ghê vậy, tâm linh quá vậy. Có những cái biểu hiện rất là lạ thường, ví dụ như là mỗi lần mà em có được cái giác quan là em giật thật. Trời, ghê vậy. Em ngứa mắt hả? Ngứa mắt á, hay là CPU bị rồi lỏng RAM, lỏng thẻ nhớ. Hay là em biết là sẽ có một cái điều gì đó mách bảo cho em trả lời đúng được câu hỏi đấy. Thì nữa là em cứ bao giờ là em như này là em đúng đấy. Như vậy thì cái trực giác này có giúp Hải Nam trong công việc của mình nhiều hay không? Dạ, trực giác của em thì cũng giúp đỡ em một vài phần trong công việc. Nó sẽ giúp em phán đoán được là cái này có ích cho công việc của mình hay không. À, bữa nay em đoán rồi, với cái sự sánh thiện mà tinh khí cái tinh khôi của ban bình luận á, bữa nay họ có giúp em hay không? Có chị nhỉ? Có. Chắc có anh ạ, có. Lục Huy nè. Dạ. Như là nhận định của anh thì nhan sắc nó sẽ quyết định đến cái sự trực giác. Như những người nào mà nhan sắc thấp trung bình giống như là MC đi thì cái sẽ tỷ lệ thuận với trực giác nó sẽ rất là thấp. Còn như là hai bạn đi, nhan sắc rất là đỉnh thì không biết là trực giác nó có chính xác hay không. Em nghĩ là cái đấy nó cũng hên xui lắm anh ạ, làm sao mà nói thế được. Nhiều khi tất cả mọi người đấy, mỗi người đều có một cái trực giác khác nhau mà. Thì em cũng em nghĩ là em cũng sẽ tin vào trực giác của mọi người thôi. Số đông nhiều khi là sẽ chiếm lợi thế hơn. Còn bạn nghĩ ngoại hình có quyết định đến trực giác không? Em nghĩ là ngoại hình không quyết định đến trực giác. Vậy hả? Dạ vâng. Em nghĩ là độ nhanh nhạy của anh Hiếu Tín và độ đáng yêu của chị Lê Lộc thì cái trực giác nó sẽ còn mạnh hơn cả bọn em. Đúng rồi. Và ngày hôm nay sẽ đưa bọn em đến chiến thắng. Dạ vâng, phải chiến thắng mọi người nhá, không lại ra đảo tiếp đấy. Người mẫu, diễn hay, người mẫu. Hai đứa phải tin chị chứ. Em tin chị. Tin chị nha. Cái nét diễn sâu sắc quá. Tin mẹ. Thì theo em nghĩ của anh thì cái trực giác nó liên quan tới ngoại hình và nhan sắc không? Em có cái trực giác rất là hay. Bởi vì em hay thường hay nằm mơ nha. Mà những giấc mơ ấn tượng là tự nhiên một thời gian sau em lại thấy nó ở ngoài đời nha anh. Mấy em nhớ nha, khi nào mà chị nói ý cái này chị thấy trong mơ rồi là mấy em phải tin chị. Mà chính xác nha. Khi mà chị nói thấy một cái là mấy số sau nó ra. Ủa vậy? Đúng cái lời đọc nói nãy luôn. Mấy số tuần sau nữa. Anh sao vậy? Mình bình luận chứ không có bình loạn anh. À quên. Hy vọng là trực giác không?